chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc dân gian chữa tóc bạc sớm hiệu quả bất ngờ. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm do yếu tố di truyền, dinh dưỡng hoặc stress, căng thẳng gây ra. Một vài bài thuốc dân gian dưới đây rất hiệu quả, có thể bạn chưa biết. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc bạc sớm giúp bạn có phương pháp chăm sóc tóc phù hợp, hiệu quả hơn. Do yếu tố di truyền thì chỉ có thể hạn chế hoặc nhờ sự can thiệp của thuốc nhuộm tóc. Do yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung vào thực đơn gạo lứt, giá đỗ và rau xanh. Nếu do căng thẳng, stress, thì cách duy nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, yêu đời lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý chế độ ăn uống tốt cho mái tóc. Một số bài thuốc dân gian hữu hiệu trị tóc bạc sớm. Bài thuốc 1: táo tàu, vừng đen. Vừng đen hấp cách thủy 9 lần, sau đó tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát. Mỗi ngày ăn 1-2 thìa cà phê. Bạn ăn trong vòng 6 tháng, trong 2 bữa sáng và chiều. Với bài thuốc này sẽ giúp mái tóc bạc dần chuyển sang đen. Lưu ý cần kiên trì thực hiện mới đạt kết quả như mong muốn. Bài thuốc 2: vừng đen, hà thủ ô. Nguyên liệu chuẩn bị: hà thủ ô 300g, vừng đen 300g, đường trắng với một lượng vừa đủ. Đầu tiên, cho vừng vào rang chín thơm, sấy hà thủ ô, tất cả đem tán thành bột, sau đó trộn đều với đường trắng với một lượng vừa phải. Tương tự ăn hỗn hợp ngày 2 lần, mỗi lần từ 2-3 thìa cà phê hòa với nước sôi uống. Dần dần những sợi tóc bạc sẽ chuyển đen, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các sợi tóc bạc mọc sau đó. Bài thuốc 3: trị tóc bạc từ lá cây ngô đồng. Nếu thấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nguyên liệu trong các bài thuốc ở trên,
bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá cây ngô đồng trị tóc bạc hiệu quả. Đầu tiên, rửa sạch lá ngô đồng. Tốt nhất, bạn nên chọn lá tươi, còn xanh, không dập nát. Sau đó giã nát, cho vào vải xô để lấy nước lọc bôi lên tóc. Ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần, thực hiện trong vòng 1 tuần, có thể cho hiệu quả ngay. Bài thuốc bón, trị tóc bạc với tỏi, gừng tươi. Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn bôi hỗn hợp này trước khi đi ngủ, quấn khăn cẩn thận. Sáng dậy gội sạch với nước ấm, một tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần, thực hiện liên tục trong vòng 4 tháng, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn xong lăn đùng ra chết, chỉ vì ăn canh cua theo cách này. Ngon nhưng không phải ai cũng ăn được. Và đây là những kiểu ăn canh cua dễ bị ngộ độc chết người. Đây là sự kết hợp hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến ngộ độc chết người. Ăn phải bát canh cua thừa, không đun nấu lại sẽ khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm. Nếu không chữa kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Cua đồng được biết đến là một trong những thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt. Những bữa cơm mùa hè nóng nực của nhiều gia đình không thể thiếu những bát canh cua nấu với rau đay, mồng tơi, thơm ngon, đặc đà và ngọt mát. Tuy nhiên, nếu bạn không biết ăn canh cua đúng cách, có thể gây nên những nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Cách đây một tuần, cả nhà em một phen hú vía, phải đưa vợ nhập viện cấp cứu lập tức, nếu không chắc giờ em mồ côi vợ rồi các anh chị ạ. Chuyện là thế này, tối hôm trước xảy ra vụ ngộ độc kinh hoàng này, nhà em có ăn canh cua, do nhiều quá, ăn không hết, còn thừa lại khoảng một chén ăn cơm. Vợ em vốn tiếc của, nên đem cất vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn tiếp. Tối đêm đó, do thằng con nó quấy quá, vợ em dậy muộn, không chuẩn bị kịp thức ăn, mang theo đi làm cũng như món ăn sáng. Cô ấy liền lấy đại chén canh cua vẫn còn sánh vàng, ăn tạm và chưa kịp ham lại gì cả. Ăn xong cô ấy còn gọi bớ lên, dặn dò em là tự ăn sáng đi, hôm nay vợ nấu không kịp. Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng vợ, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Thường vợ em đi làm sớm hơn em. Em dẫn thằng con 4 tuổi xuống đi học, thấy vợ nằm trên ghế, mặt mũi té mét, thở dốc. Em hỏi vợ bị sao, vợ vẫn không trả lời được. Em đến đỡ vợ ngồi dậy, thì ó luôn một đống trên người em. Sợ quá, em gọi điện nhờ thằng cháu đến đưa con đi học. Còn em gọi xe đưa vợ vô viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận vợ bị ngộ độc do ăn phải bát canh thừa. Theo bác sĩ, bởi canh cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiêu. Trong thời tiết đang chuyển mùa, việc nấu lại cua không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể thịt cua bị biến chất, gây độc. Không nấu canh từ cua chết. Rất nhiều bà nội trợ thường mua cua xay sẵn ở ngoài chợ, rồi về lọc rồi nấu. Tuy nhiên, cách làm này lại chứa nhiều hiểm họa không lường mà nhiều người không ngờ tới. Bởi vì khi làm cua, nhiều người bán hàng đã tiếc rẻ nên không loại bỏ những con cua chết. Trong cua chết có chứa thành phần hóa học mang tên histidine, có thể gây ngộ độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị ngộ độc nghiêm trọng. Cua càng chết lâu, lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn. Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon, vì cua cái chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to, khoảng ngón chân cái. Khi làm, phải bẻ hết bụng dưới của chúng đi. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non, vì con non nước sẽ bị hôi. Không ăn cua sống. Ở nhiều vùng quê, người dân có thói
người dân có thói quen ăn gỏi cua sống. Nhưng thực ra, điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh trùng phổi. Nang trùng, loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, mà còn có thể xâm hại lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Nếu nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống, còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn. Không uống trà, ăn quả hồng gần với thời gian ăn canh cua. Cua rất giàu protein, còn trong nước trà và quả hồng lại chứa tannin. Tannin có thể kết hợp với protein trong cua gây kết tủa, tạo ra các triệu chứng lợm giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Chú ý, trong và sau khi ăn canh cua khoảng 1 tiếng, bạn không nên uống nước trà. Vì khi vào cơ thể, trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến đau bụng đi ngoài. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột, rồi lên men và thối nữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn nữa, những chất đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Những đối tượng không nên ăn cua: phụ nữ có thai. Phụ nữ mang thai những tháng đầu, hai thai nhi yếu, tuyệt đối không được nên ăn cua đồng, bởi vì do tính độc trong cua không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hai là do tính hàn, sẽ dễ gây ra đau bụng. Đặc biệt, công năng phá thai cũng gần giống như một khối u trong cơ thể, nên nếu ăn cua đồng sẽ dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy. Người bị cảm lạnh sốt, đau dạ dày hoặc những người bị tiêu chảy không nên ăn cua, vì thịt cua lạnh khiến bệnh càng nặng hơn. Trong gạch cua có chứa một hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh mỡ trong máu cao. Ngoài ra, người bị dị ứng cũng cần hết sức cẩn trọng khi ăn canh cua. Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch. Cua đồng càng béo ngậy, hàm lượng chất béo trong cua càng cao. Việc ăn nhiều cua đồng sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử về tim mạch và huyết áp. Dù không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng quá trình tích tụ cholesterol lâu dài sẽ khiến bệnh chuyển biến nặng. Người bị hen, cảm cúm. Theo đông y cổ truyền, cua đồng vốn có tính hàn, hạn chế sử dụng cho những người hay bị nhiễm lạnh, dính gió, đặc biệt là bị ho hen và cảm cúm. Vì tính hàn sẽ làm cho cơn hen trở nên nặng hơn, khó thở và ho liên tục. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng hạn chế, chứ không cần phải kiêng khem tuyệt đối. Người bị bệnh gút. Có hai lý do chính khiến người bị bệnh gút không được phép ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gút diễn biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ xương bị viêm, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, xương tấy. Vì vậy, cần lưu ý khi sử dụng. Người mới ốm dậy. Hệ tiêu hóa của người ốm dậy chưa thật sự ổn định, do khoảng thời gian dài tiếp xúc với các thức ăn giàu dinh dưỡng, hấp thu trực tiếp. Thức ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa, thế nên thường rất yếu, dễ bị nhiễm lạnh và đau bụng. Cua đồng là thực phẩm mang tính hàn, vì vậy khi chế biến cần nấu chung với các loại thực phẩm khác với hàm lượng nhỏ hoặc hạn chế không sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đây là cách mà quả khế giết người. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, quả khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là kẻ giết người trong nháy mắt, bởi nó chứa một loại độc tố đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận.
Hiện trước nhà em vẫn còn dấu tích của một gốc khế ngọt nhiều năm tuổi, gợi lại một kỷ niệm đau lòng cho cả gia đình. Cách đây 8 năm, nó đã bị ông ngoại em cưa ngang và đổ nước sôi vào gốc. Nguyên nhân là vì cậu út của em một hôm do đi nắng về khát quá, bẻ cả rổ xuống ăn. Tối hôm đó cậu no ói, lên cơn co giật rồi chìm vào hôn mê. Khi đến cửa bệnh viện, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận, ông ngoại trút hết vào những nhát búa bổ xuống chàng chát. Ngày đó em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ khóc rưng rức vì thương cây khế trước nhà. Vì nay chẳng còn cậu để cõng, nhong nhong người ông đã về nữa. Niềm đau của tuổi thơ làm em mỗi lần đi trên con đường hay vào nhà ai thấy trồng cây khế là dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, gần như bị ám ảnh. Cái chết của cậu mãi mãi kỳ bí cho đến khi em 18 tuổi. Bước chân vào trường y, em mới hiểu nguyên nhân tại sao quả khế lại đoạt mạng cậu. Thật ra ít người biết rằng trong quả khế có chứa một loại độc tố có tên neurotoxin, có thể gây ói mửa, rối loạn tâm thần, hôn mê, động kinh hay thậm chí là tử vong. Độc tố này cũng tìm thấy trong một số loài rắn hay nhện. Ở những người thận khỏe thì độc tố này được xử lý và loại bỏ, nhưng nếu với những người có vấn đề về thận thì bộ phận này không thể giải độc tố trong quả khế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cậu em cấp cứu cũng không kịp, vì khi đó cậu đang bị thận ứ nước độ 2. Chỉ 100ml nước khế nguyên chất cũng có thể gây hại cho người bị bệnh thận, chứ đừng nói là một rổ khế. Nay em kể chuyện nhà, khơi lại chuyện buồn với mong muốn. Nếu nhà ai có người bị bệnh thận, tuyệt đối đừng cho họ ăn khế. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, đừng mua thuốc tây, không cần tới bác sĩ mà hãy dùng quả khế là khỏi. Quả khế, thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Quả khế chứa một tác nhân kháng khuẩn, có thể chiến đấu với các loại khuẩn như Microbia, Bacillus coreus, E. coli, Salmonella typhus. Mỗi quả khế trung bình chỉ chứa khoảng 30 calo, nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Do đó, khế là một loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, lại có làn da đẹp mịn màng trẻ trung, tránh táo bón. Lợi ích từ khế: chất xơ tự nhiên. Khi ăn khế, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này, giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Chứa các chất pectin. Nhờ có thành phần pectin trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Đặc biệt ở phụ nữ có thai, pectin còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho cơ thể, làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư, cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể, đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khế còn chứa các vitamin A, B5 giúp quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru và suôn sẻ hơn. Ngoài ra,
khế còn là nguồn vitamin B9, axit folic, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, làm giảm lượng cholesterol. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần: 250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện: vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gột vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé, khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc tới ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc mặt nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết, mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc đấy nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm: do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ. Tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress. Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1-2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa,
Hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá đầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nét văn hóa truyền thống mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá đầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá đầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá đầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá đầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá đầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá đầu không để nhai hoặc uống nước lá đầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá đầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu. Đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá đầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá đầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá đầu không. Lá đầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá đầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá đầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày. Từ đó, giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá đầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá đầu không chữa táo bón. Dùng lá đầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao. Áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá đầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Cách dùng lá đầu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá đầu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá đầu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điểm G của đàn ông có hay không? Không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Trong khi giới y khoa và cả mọi người đang lo hay đi tìm kiếm chính xác điểm G của phụ nữ, nếu điểm G của phụ nữ vẫn còn nhiều tranh cãi và có nhiều định nghĩa khác nhau, thì không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Để khi chạm đến sẽ gây hưng phấn
dễ đọt cực khá nhất. Đa phần ý kiến của các nhà chuyên môn đều cho rằng đàn ông không có điểm G, hoặc đàn ông không có điểm G nhưng có rất nhiều điểm nhạy cảm, mà khi những điểm này được kích thích, đàn ông sẽ vô cùng hưng phấn và máu tuôn dồn dập về trung tâm hỏa lực của các chàng khiến mức độ cực khoái tăng vọt. Thế nhưng cũng có ý kiến lại dựa vào logic về chu trình hoạt động sinh lý của phần cơ thể, đặc biệt trên nam giới, mà khẳng định nam giới vẫn có điểm G, điểm gây hưng phấn nhất về tình dục khi được kích thích đúng cách. Giả thuyết trên được đưa ra khá bất ngờ là điểm G của các chàng hoàn toàn không nằm trên cậu nhỏ. Điểm được định vị ở tuyến tiền liệt, một hạch kích cỡ bằng hạt óc chó nằm bên trong và dưới bàng quang, chính là điểm G của các chàng, nơi hội tụ vô số đầu dây thần kinh nên siêu nhạy cảm. Bởi tuyến tiền liệt nằm kín bên trong nên vùng da nối giữa cơ quan sinh dục và hậu môn sẽ là trung gian truyền cảm giác khi được tay mơn trớn hay xoa ấn nhịp nhàng lúc đang ân ái. Để kích thích nó, nàng có thể dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Khi cảm thấy chàng đã gần lên đỉnh, bạn hãy ấn nhẹ vài lần vào điểm đó để tăng độ phấn khích cho chàng. Tuy nhiên, khi đó đàn ông mới được sướng cấp độ 1. Muốn đưa chàng lên cực đỉnh, chính tuyến tiền liệt phải được chạm đến. Kỹ thuật này kỳ công và đòi hỏi các bà vợ phải tinh tế mới chạm đến được. Một số ý kiến khác lại đánh giá điểm G của đàn ông nằm ở mặt dưới của cậu nhỏ là khu vực nhạy nhất với những khoái cảm tình dục trong tất cả các điểm nóng của chàng. Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm và chỉ cần chạm nhẹ là khiến chàng rùng mình. Ở mặt dưới của dương vật có thể nhìn thấy vết thẹo của một đường rãnh, còn gọi là đường đan, chạy dài từ hậu môn qua bìu và mặt dưới thân dương vật. Đó là kết quả của sự khâu và hàng lại của khe rãnh đáy chậu trong giai đoạn phát triển bào thai của dương vật và bìu. Khi dạo đầu, cứ 20 đến 30 giây, nàng lại nên chạm nhẹ vào điểm này, nó sẽ khiến chàng tăng lửa rất nhanh. Tuy nhiên, khi mọi điều chưa được khẳng định chắc chắn, thì điểm G của đàn ông vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Để cuộc yêu thành công viên mãn, giúp chàng đoạt đỉnh nhanh nhất, chị em cũng nên biết đàn ông cũng có những điểm rất nhạy cảm. Nếu chị em biết là điểm đúng huyệt thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Vùng mặt, hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Thường khi hôn, chị em thường để đàn ông chủ động. Nhưng nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Khuôn mặt của anh ấy vẫn còn hai nơi cần sự vuốt ve của bạn, đó là má và mũi. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng. Bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ rất bất ngờ đấy. Cổ, gáy, tai. Theo một vài đánh giá, vành tai ngồi phía sau của nam giới là một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông khó có thể kiềm chế được. Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới. Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, hôn lên gáy từ từ, nhẹ nhẹ và hãy nhâm nhi vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đầu ngực. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ sướng mê khi được bạn làm như vậy. Đừng quên vuốt ve chàng khi bạn thực sự muốn dẫn dắt chàng vào cuộc vui bạn nhé. Vùng dưới thắt lưng và đùi trong. Nếu muốn được yêu mà tế nhị, không phải mở lời, bạn hãy chủ động âu yếm chàng. Cách đơn giản là bạn hãy đề nghị chàng nằm xuống để bạn massage lưng cho chàng. Bắt đầu bằng những động tác massage nhẹ nhàng, chậm rãi dọc sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới. Động tác này vừa giữ ấm cơ thể chàng nhưng cũng làm chàng rất đê mê. Rất ít phụ nữ từng thử khám phá vùng đùi trong của đối tác, và có lẽ cũng vì thế chàng sẽ ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị khi đang được bạn vuốt ve khu vực đó. Thêm nữa, khi xoa bóp đùi trong, lượng máu đến đó sẽ tăng lên, kích thích ham muốn của anh ấy, và cậu nhỏ của chàng vì thế sẽ vươn lên dũng mãnh hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé.
vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng: mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, một cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết,
Trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn, khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình,
quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.